Một ly rượu San Lorenzo gấp lạnh là cách mà người ta ám chỉ loại nước trên sông ở đây. Trong thực tế, tại nhiều nơi, nước ở vùng San Lorenzo là một trong những loại nước rất sạch. Chúng ta không cần phải dùng tới những hệ thống xử lý nước phức tạp. Nói tóm lại, ta chỉ cần loại bỏ những thể vần đọng lại trong nước, sau đó ta thêm chất clo để diệt khuẩn, và như vậy là ta có được nguồn nước sạch để sử dụng. Trong khi làm dịu cơn khát của chúng ta, nước tự nhiên đôi khi cần đưa qua vài khâu xử lý đơn giản. Nước khởi hành từ một ống dẫn lớn. Trên thành của ống dẫn này có độ sâu khoảng 2 mét, có một lưới kim loại để ngăn những mảnh vụn hoặc những cành cây. Nước sẽ chảy vào trạm bơm nước và chảy qua một lưới lọc thô. Một chiếc dây quay tròn sẽ loại bỏ những con cá, những chất cặn bẩn và cỏ. Khi tất cả những rác vụn bị loại bỏ, một chiếc bơm áp suất thấp sẽ dẫn nước tới nhà máy xử lý nước. Loại nước đem đi xử lý này vừa bẩn vừa hôi thối. Chính vì vậy, ta cần thêm loại than hoạt tính. Đây là một cấu trúc rất mạnh của carbon. Than sẽ hút những chất bẩn gây ô nhiễm như thuốc trừ sâu. Và tất nhiên, mùi hôi thối cũng sẽ được hút hết. Nước được đưa từ bể chứa này sang bể chứa khác để được lọc sạch dần dần. Bể chứa đầu tiên chứa một loại hóa chất có tên nhôm sunfat. Chất này có tác dụng như một chất làm đầm đặc và sẽ làm dung dịch nở ra. Trong nước, chất nhôm sunfat này sẽ hình thành nên những vỏ cầu dính với nhau. Những vi khuẩn kết dính thành bùn và những cặn bã khác bám chặt với nhau. Sau đó toàn bộ lượng nước và bùn này được đưa qua bể chứa thứ hai. Bể chứa thứ hai chứa một loại hóa chất có tên là polymer. Rất cần thiết để thực hiện khâu tiếp theo của quá trình sản xuất là khâu kết tầng. Cả năm ống dẫn này đang bơm loại cát rất mịn vào trong nước. Chất polymer sẽ phủ ngoài loại cát mịn và kết dính chúng lại với nhau. Những hạt cát cũng kết dính với lớp bùn và làm lớp bùn nặng hơn. Sau một bể gạn lọc nước, lớp bùn và cát này sẽ đọng lại dưới đáy. Thí nghiệm này chứng minh cho các bạn thấy kết quả của quá trình gạn lọc nước. Giờ thì nước đã trong như nước suối, nhưng đó vẫn chưa phải là nước uống được bởi vì vẫn còn rất nhiều loại vi khuẩn, virus và những chất hữu cơ khác. Khâu tiếp theo là khâu lọc, nước chảy xuống dưới và chảy qua một lớp than khác, và sau đó là một lớp cát. Khâu này sẽ được lọc sạch tất cả những chất cặn bẩn còn sót lại. Lúc này nước chỉ còn lại vi khuẩn và virus, một chất diệt khuẩn tốt sẽ được sử dụng. 1,9mg clo sẽ được pha tỷ lệ vào một lít nước để đủ tiêu diệt những loại vi khuẩn mà ta không mong muốn. Một chút silicat sẽ ngăn không cho chất canxi kết tụ và cản dòng chảy của nước. Nhà máy xử lý nước sẽ gửi những mẫu nước tới thanh tra viên của chính phủ. Người này sẽ kiểm tra chất lượng nước để đảm bảo rằng nước đã đạt tiêu chuẩn an toàn cho sức khỏe. Khối lượng clo còn lại trong nước mà ta sử dụng là 0,6mg trên lít. Chất khí clo mà nhà máy này sử dụng rất độc. Chất khí này bị rò rỉ, đội cứu hộ cần giải thoát tất cả mọi người bằng khoang rộng khoảng 10 km. Nhà máy này tích trữ và giám sát rất cẩn thận lượng khí clo. Ta cần khoảng 45 phút để biến nước bẩn thành nước sạch. Nước sẽ được bơm qua các đường ống dẫn ngầm dưới lòng đất trước khi được đưa đến vòi nước nhà bạn.